Bạn nghĩ con gái 20 tuổi đầu thì quan tâm đến điều gì? Gì đây? Tăng cân. Tao vừa tăng thêm những lạng mốt. Mà rõ là tao ăn kiêng kỹ lắm rồi đấy. Mày có hiểu không? Ăn cho sướng miệng, rồi lúc nào cũng tự nhủ phải giảm cân để củng cố nhan sắc. Đi. Thôi tao không đi đâu. Chỉ vào ngắm thôi nhớ. Nhớ là chỉ ngắm thôi đấy nha. Ok. Hay không kìm lòng đứa trước mấy món đồ hiệu tranh xả mỗi dịp sale. Con gái, thà nhịn ăn chứ không được thiếu đồ mặc. Mày hiểu chưa? Rồi sau đó chật vật ăn mì trừ bữa cho đến hết tháng. Anh chuẩn bị đi đâu mà bôi trát kinh đấy? Đi đâu đâu. Ngồi buồn mách kiểu sương sương. Áp phải kiểu ảnh chơi thôi. Sương sương á? Ôi, có giải thích rồi này. Trông ngon dai phết mẹ. Hay chụp ba cái ảnh xàm xí sống ảo để thả thính trên Tinder. Để rồi... Thôi, mày bỏ đi. Đời còn dài, dài còn nhiều. Mày cứ nhớ cái thằng Sở Khanh đấy làm cái gì? Nhưng mà anh ấy đẹp trai vãi mẹ ạ. Lại còn ga lăng nữa chứ. Đúng gu của tao. Tìm đâu cho được một người như anh ấy. Nhưng đấy là Ly, còn bạn thân cùng phòng của tôi. Còn tôi thì... Đó là Emu Awaken. Ở đây tôi là nữ vui chủ oai phong lẫm liệt. Chẳng cần mơ cũng có hàng tá những soái ca theo đuổi. Chẳng cần vất vả cũng có thể sắm được cho mình những món đồ ưng ý. Và đôi khi thế giới trong game còn cho tôi những trải nghiệm trên cả tuyệt vời mà ngoài đời thực tôi không bao giờ có được. Kìa, cẩn thận, nó cứ mất bát bây giờ. Kìa, đời nó bóp từ đâu. Xin nha. Hên thôi, cứ chờ đấy. Lúc nào cũng sẵn sàng để tiếp mấy bại tướng. Ôi, nam thần qua công nghệ thông tin. Không thể tin được. Cậu ơi, ở đây có ai ngồi chưa? À, chưa, cậu ngồi đi. Cảm ơn nhé. Ôi, ai đấy? Cái gì? Ai cơ? À, mày lại còn phải giấu tao. Nói đi, tên gì, trường nào, lớp nào, nhà ở đâu? Độc thân hay đã có chủ, người yêu cũ tên gì? Có em gái mưa hay không? Mày hâm à? Tao có biết cái gì đâu mà khai. Mày ngu thật hay là giả ngu đấy? Thích người ta mà mấy cái thứ sơ đẳng như thế cũng không biết á? Kém, quá kém. Thôi, dẹp đi. Yêu đương cái gì tầm này? Chẳng qua là bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn thôi. À, con điên này, trả tao đây. Này, cướp nhắn tin rồi đấy. Tao chỉ giúp mày được đến đây thôi. Mày hiểu không? Chào. À, tôi định hỏi về bài học sáng nay ấy mà. Em mua ước chân à? Ừ, cậu cũng chơi à? Ừ, tớ cũng chơi game này. Ôi vãi trường, chẳng phải thằng khỉ gió Baby Root, vui chủ của Dominic, kẻ thù không đội trời chung với vui mình à? Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế nhở? À, hóa ra là mày à? Mày sỉ nhục vui bà hơi lâu rồi đấy nhá. Hôm nay bà phải táng cho mày không trượt phát nào. Cậu chơi server nào? Ờ, tớ mới chơi thôi, tớ chơi server mới. Có cần hướng dẫn về trang bị hay cách lên đồ, bảo tớ. À, thôi không cần đâu. Tớ tự mày mò cũng được ấy mà. Ừ. Hóa ra ngoài đời hắn cũng không đáng ghét cho lắm. Chẳng lẽ mình thích tên khỉ gió đó thật rồi sao? Thôi chết. Không được. Tuyệt đối không được. Mày cứ nghĩ lại những lần hắn sỉ nhục mày như thế nào xem. Lúc hai vui PK nữa, mình với hắn nhất định không độ trời chung. Thôi kệ đi. Ê, rảnh không? Nói chuyện chút. Không ngờ cũng có ngày vui chủ ở Megatron chịu mở lời bắt chuyện với tôi cái đấy. Khách khí rồi. Có người ngồi rồi cậu ơi. Thầy vừa gửi cho tớ một ít tài liệu tiếng Anh để chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới. Ai có khả năng dịch thuật giúp nhóm mình nhé. Để tớ thử cho.
Ờ, được thế tốt quá. Thế chia ra nhé. Ờ, cũng được. Ok. Xe cậu làm sao thế? Không biết tại sao xe của mình lại không nổ được máy. Hay là bây giờ cũng muộn rồi, Ngọc đi gửi xe rồi Hoàng cho Ngọc đi nhờ nhá. Ok. Chuẩn rồi. Bây giờ xe mới. Trời ấy mà. Ui, nhìn kìa. Gì ấy? Ui. Nam thần chở hoa khôi đấy. Cảm ơn hết nhở. Từ trái sang hàng dưới cùng là số 2 nhá. Uầy. Hay là Gu mình gục chung vào với Dominic đi. Cái gì? Chẳng phải là Gu mình với Gu nó là kẻ thù không đội trời chung à? Như này, sắp tới đi tranh bá ở vực sâu, server này chỉ có Gu mình với Gu nó là có thực lực nhất. Nếu muốn lấy được vị trí bá chủ thì phải gộp lại, may ra mới có cơ hội đấu với các Gu mạnh ở server khác. Thì nó qua đây hay mình qua đấy? Rồi ai làm chủ? Chắc là Gui mình sẽ qua đó. Baby Groot vẫn làm Gui chủ, còn tao làm Gui phó. Tao không tán thành đâu. Tôi không đồng ý đâu. Bọn Gui nhà nó. Thôi, đừng sát nhập gì. Thế nào? Chuyện gặp Gui bên này có muốn suy nghĩ lại không đây? Anh em Gui tôi không thích. Nếu Gui cậu chịu chuyển qua đây và để tôi làm Gui chủ thì còn có thể xem xét lại. Gui tôi lực chiến cao hơn, nếu có gộp thì ở kèo trên là điều đương nhiên chứ. Vậy thì chúng ta chỉ có thể làm kẻ thù truyền kiếp của nhau thôi. Vậy thôi, tôi cũng không ép. Mà nghe nói cậu là con gái thật à? Tất nhiên, 100% girl nhá. Mà sao tự dưng hỏi thế? Có gì đâu, cho Facebook kết bạn chơi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu đã là định mệnh thì sau này ắt sẽ gặp. Thế phải nhờ định mệnh rồi. Mà có người yêu chưa? Nhắn tin với tôi thế này không sợ người yêu ghen à? Tôi cũng có thích một người, nhưng mà chắc người ta không biết. Người ta là đại nam thần, được con gái cả trường để ý. Đâu có chỗ cho mấy đứa tầm thường như tôi chứ. Thích thì phải nói cho người ta biết chứ. Sau này lỡ cơ hội thì tiếc cả đời đấy. Thích thì phải nói cho người ta biết chứ. Sau này lỡ cơ hội để tiếp cả đời đấy. Tớ đã lo là Hoàng sẽ không đến đấy. Cái này là... là của tớ đấy. Năm rộng tháng dài, không nói cho người ta biết. Giờ ở đây khóc lóc cái gì? Sắp tới, có thể tôi sẽ nghỉ chơi MU Awaken. Sao thế? Tự nhiên nghỉ là sao? Chỉ là thấy chán chán thôi.
cũng buồn. Chỉ là quen biết trên game thôi mà, còn chưa gặp nhau bao giờ, sao phải buồn? Cũng chơi với nhau từ lúc mở server đến giờ, cậu nghỉ chơi thì tôi biết chửi nhau với ai. Sắp tới tôi hơi bận, có thể sẽ không đồng hành cùng mọi người được nữa. Tôi muốn giao Gui lại cho Gui phó, anh em thấy thế có được không? Tao có lớp tập trung vào. Chính là cậu à? Sao cậu lại giấu tớ như thế? Dù sao thì cũng có quan trọng đâu. Hoàng cũng đã có người yêu rồi mà. Tớ thích cậu. Tớ cũng rất quý Ngọc. Nhưng mà... Cậu... thích người khác rồi à? Thực ra người Hoàng thích chính là Phương đấy. Dù rằng con tim em muốn sâu nhưng từng ngày tháng xa nhau em biết rằng dù cô đơn hay khi thương nhớ giận hơn xót xa cũng làm mình nhớ anh hơn xót xa cũng làm mình nhớ. Mọi người có muốn ọc một bữa không? Ok, đi liền luôn. Quý chủ tính làm tiệc chia tay hay gì? Hay là anh ấy với anh em, đi mời anh em một bữa đây. Hôm nay còn 3 người. Chào anh em. Ủa, vui chủ tới này. Nhìn trên face đã xinh rồi, nhìn ngoài còn xinh hơn nha. Uè, vui chủ nhìn xương nha. Có nghe chưa vui chủ ơi, cho mình xin một vé đi. Xin lỗi, để cậu thất vọng rồi, Pika Long ạ. À. Giới thiệu với cả mọi người, đây chính là file đính kèm của tôi. Wow. Chào tất cả mọi người. Wow. Cậu ấy chính là Baby Groot, vui chủ của Dominic đấy. Anh thật á? Đúng là một cặp trời sinh nha. Là nhớ cùng bao ngày thao thức mong ngày chung lối về. Chuẩn MU Origin 2 WebZen Hàn Quốc, tải ngay tại Google Play hoặc App Store để chiến cùng Linh Hoàng và Tuấn Anh nhé.